Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 22 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, giải thời tiết xấu từ phía nam của Trung Quốc đã di chuyển xuống miền Bắc nước ta và đã đem lại những cơn mưa làm dịu mát bầu không khí. Mưa dông đã diễn ra trên toàn khu vực, trong đó thì lượng tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc và khu vực Việt Bắc. Thay vào nền nhiệt nắng nóng và oi bức những ngày trước, thì giờ đây mức nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng đó là 32 độ. Kiểu thời tiết mát mẻ này sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày mai. Sang đến ngày 24 và ngày 25, giải mưa dông bắt đầu suy yếu, khu vực chỉ còn mưa rào nhẹ vào đêm và sáng. Ban ngày thì ánh nắng cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt độ thì cũng sẽ tăng trở lại. Dự kiến trong ngày 25 thì nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ ở một số nơi trên khu vực, với nhiệt độ vào trưa chiều có thể đạt ngưỡng là từ 35 cho đến 36 độ. Thời tiết nóng ẩm đan xen sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi và các côn trùng, là vật trung gian, truyền nhiễm, mang đến cho con người rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như là sốt rét hay là sốt xuất huyết. Chúng ta cần lưu ý là phải giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhà cửa phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tránh để tồn đọng nước ở ao tù xung quanh nhà. Trong ngày hôm nay, giải mây dông cũng đã dịch chuyển dần hơn xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trời bắt đầu chuyển nhiều mây hơn và có mưa với lượng tập trung chính ở các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An hay là ở Hà Tĩnh. Nên nhiệt độ các tỉnh này thì cũng có xu hướng là giảm dần và chỉ còn phổ biến ở mức là từ 34 cho đến 35 độ. Phải từ ngày 24 thì tình trạng nắng nóng mạnh hơn mới tiếp tục xảy ra trên khu vực. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực của Phú Yên thì nắng nóng vẫn duy trì nhưng mà với cường độ giảm nhẹ. Mức nhiệt độ cao nhất ngày trong những ngày tới chỉ ở khoảng là từ 35 cho đến 37 độ. Đến khoảng chiều tối thì mưa dông xuất hiện cục bộ khiến cho bầu không khí phần nào dịu mát hơn. Riêng với các tỉnh cực Nam Trung Bộ như là ở Khánh Hòa, Ninh Thuận cũng như là khu vực của Bình Thuận thì mưa xảy ra nhiều hơn vào chiều tối và nền nhiệt độ ban ngày thì cũng chỉ ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Trong những ngày tới, gió Tây Nam có xu hướng là sẽ hoạt động mạnh hơn trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên là mưa dông lại tăng hơn về diện và lượng. Mưa dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, gió giật mạnh. Người dân nên lưu ý là phải đề phòng, đặc biệt là với bà con vùng ven biển. Ban ngày thì khu vực vẫn có nắng nhưng mà với trạng thái gián đoạn trong ngày. Do vậy mà nhiệt độ cao nhất ngày có xu hướng là giảm với mức nhiệt phổ biến là từ 29 cho đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực biển. Thưa quý vị, trên hầu khắp khu vực Biển Đông, gió thịnh hành theo hướng là Tây Nam với cường độ khoảng cấp 5. Riêng tại khu vực của Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau thì còn có gió mạnh ở mức là cấp 6 và biển động. Toàn bộ vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng Vịnh Bắc Bộ xảy ra mưa rào và dông mạnh, đặc biệt là vùng ngoài kinh tuyến 115, duy trì mưa vừa, mưa to kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh, biển động, tầm nhìn xa giảm dưới 4 km trong mưa. Riêng vùng ven biển phía nam của Nam Vịnh Bắc Bộ thì thời tiết chỉ có mưa ở vài nơi và tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy, tại Bắc Bộ thì mưa dông còn diễn ra nhiều trong ngày 23, thời tiết mát mẻ. Sau mưa giảm chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng, ngày có nắng và nền nhiệt độ thì tăng trở lại. Trong khi đó thì nắng nóng vẫn duy trì ở các tỉnh miền Trung, ngoại trừ ngày 22 và ngày 23 thì các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ có mưa và nền nhiệt độ thì giảm nhẹ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông rải rác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.